nhau thành hàng dài chắn ngang phần đường dành cho ô tô trên tầng 2 của cầu Thăng Long Hà Nội. Có thể thấy thì các thanh thiếu niên này không những lạng lách đánh võng, tất cả còn đều không đội mũ bảo hiểm, một số còn dùng khẩu trang để che biển số. Cầu Thăng Long được chia thành hai tầng, tầng 1 tầng trên dành riêng cho các ô tô và tầng dưới dành cho xe máy và các phương tiện thô sơ khác. Dù quy định này đã được áp dụng từ năm 2009, song đến nay vẫn còn có rất nhiều lượt xe máy di chuyển trên làn dành riêng cho ô tô gây mất an toàn giao thông. Bất chấp các loại biển cấm, biển chỉ dẫn được cắm ngay trên đầu đường để dẫn lên tầng 2 của cầu Thăng Long. Thế nhưng, tốp thanh niên này vẫn ngang nhiên điều khiển xe máy đi lên tầng 2 của cầu, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.